Phần 3. Cẩm nang xây dựng mạng lưới khách hàng. Thứ nhất, cẩm nang tìm kiếm khách hàng. Kỹ năng tìm kiếm khách hàng được xem là kỹ năng quan trọng sống còn của nghề sale bất động sản. Sau 2 ngày gia nhập nghề sale bất động sản, tôi được trưởng phòng hướng dẫn cách sale phone để tìm kiếm khách hàng. Công việc của tôi lúc đó chủ yếu là gọi điện cho khách hàng để giới thiệu về sản phẩm công ty đang chào bán. Để tiện cho sale trong công tác chăm sóc khách hàng và training, anh chị sale mới sử dụng file chăm sóc khách hàng theo một... Thực tế, không phải khách hàng nào chúng ta cũng có thể gọi điện để tư vấn về sản phẩm mà công ty đang chào bán. Vì vậy, để dễ dàng cho công việc tìm kiếm khách hàng tiềm năng, bạn nên sắp xếp khách hàng của bạn thành 3 nhóm khách hàng, tương ứng với 3 thị trường khách hàng như sau. Thứ nhất, về khách hàng thị trường nóng. Khách hàng thị trường nóng là những khách hàng thân hoặc từng mua sản phẩm và tin tưởng bạn. Khách hàng ở thị trường này được xây dựng dựa trên mối quan hệ lâu dài. Họ tin rằng bạn đang chia sẻ cơ hội tốt nhất. Bạn sẽ không vì hoa hồng hoặc doanh thu mà khuyến khích họ để mua hàng. Mối quan hệ của sale bất động sản với khách hàng thị trường nóng không chỉ là mối quan hệ làm ăn mà là mối quan hệ người thân bền vững dựa trên sự thành thật, tín nhiệm và trải nghiệm. Thứ hai, khách hàng thị trường ấm. Khách hàng thị trường ấm là những khách hàng bạn đã từng gặp và tư vấn, giới thiệu về các cơ hội đầu tư bất động sản. Khách hàng thị trường này có thể là họ hàng, người quen, bạn bè, v.v. Khách hàng này ở xung quanh bạn. Công việc của bạn là tạo dựng và xây dựng mối quan hệ bền vững dựa trên lòng tin. Cuộc đời của sale bất động sản có nở hoa hay không là nhờ vào cách phát triển thị trường này. Thứ ba, thị trường khách hàng lạnh. Khách hàng này ở khắp mọi nơi, là những người hoàn toàn xa lạ, chưa từng quen biết, chưa từng gặp bao giờ hoặc tình cờ gặp gỡ trong lúc ngồi chờ xe buýt, chờ quán cà phê, cuộc họp mặt bạn bè, đám cưới, đám ma. Chỉ cần sale bất động sản chịu khó làm quen, gặp gỡ và tư vấn giới thiệu với khách hàng, các bạn sẽ không phải cực khổ để tìm kiếm khách hàng nữa. Chỉ cần làm việc có phương pháp, bạn sẽ nhanh chóng trở thành một super sale bất động sản. Bí quyết để phát triển khách hàng thị trường lạnh. Những người bạn tình cờ gặp được trong lúc đang đi chợ, đi học hay bất kỳ đâu đều có thể là một khách hàng VIP mà bạn không thể nào ngờ đến. Vấn đề là bạn phải làm thế nào để phá vỡ bức tường vô hình ngăn cản bạn giao tiếp với khách hàng thị trường lạnh. Khi bạn vượt qua được bức tường vô hình ngăn bước tiến thành công, bạn cần lưu ý một số chú ý sau để nhận ra khách hàng tiềm năng thật sự. Với khách hàng ít nói, trong quá trình làm quen, tư vấn về dự án, bạn cần đặt nhiều câu hỏi. Bạn nên lưu ý, cần dùng những câu hỏi mở để từ đó dò xem nhu cầu của khách hàng và sau đó tập trung nói vào nhu cầu của khách hàng để cung cấp thông tin liên quan đến nhu cầu của khách. Với khách hàng còn do dự, bạn cần cung cấp nhiều thông tin xác thực, có trích dẫn và đưa thêm các thông tin tham khảo từ nguồn tin uy tín. Đối với khách hàng thị trường này, bạn cần khen ngợi khách hàng, tỏ ra đồng cảm, tìm hiểu lý do tại sao khách hàng băn khoăn qua các câu hỏi mở như chẳng còn gì, như còn gì chưa rõ không, không hiểu ở điểm nào, v.v. Dẫn dắt giải tỏa băn khoăn, đưa ví dụ, tâm sự, sử dụng những con người có tầm ảnh hưởng để tác động. Cuối cùng, bạn đưa ra các câu hỏi đóng, dẫn dắt khách hàng đưa ra lời chốt sau đó. Với khách hàng thiếu tập trung, trước hết, bạn cần tìm hiểu tại sao khách hàng lại thiếu tập trung. Có thể là do họ đang có nhiều việc, con nhỏ hoặc đang lo một việc gì đó như điện thoại, môi trường. Cần xác định mục đích và thời gian trao đổi cùng khách hàng. Để từ đó, sử dụng những hình ảnh để tư vấn, luôn gọi tên khách hàng. Nên nhớ, nói đến đâu, ghi chú đến đó và thống nhất từng phần với khách hàng. Cần gửi đầy đủ bộ hồ sơ pháp lý về dự án để khách hàng xem lại một cách kỹ lưỡng. Với khách hàng nói nhiều, bạn không nên tranh luận đối đầu hoặc sa đà vào các câu chuyện của khách. Đầu tiên, bạn cần lắng nghe khách hàng nói. Nên dùng ngôn ngữ cơ thể và lời nói để khen ngợi khách hàng, tạo ra sự thiện cảm, đề cao sự hiểu biết của khách hàng, từng bước chuyển dần cuộc nói chuyện sang hướng khác.
bạn nên làm cho khách hàng nói ít lại bằng những câu hỏi đóng, câu hỏi có sự lựa chọn và câu hỏi định hướng. Với những khách hàng có nhiều kinh nghiệm, khi tiếp xúc với đối tượng này, bạn cần tìm xem khách hàng có kinh nghiệm thực tế là gì. Sau đó, hỏi trực tiếp kinh nghiệm của khách hàng, khen ngợi, lắng nghe, học hỏi từ khách hàng này. Kỹ năng cell phone. Điện thoại trở thành một vật bất ly thân với hầu hết mọi người trong thời buổi hiện đại. Nó trở thành một công cụ gắn kết mọi người lại gần nhau hơn trong cuộc sống. Chính vì thế, rất nhiều cách thức bán hàng qua điện thoại đã hình thành. Nếu bạn may mắn có được kỹ năng cell phone tốt, xem như bạn có hơn 70% cơ hội thành công trong nghề sale bất động sản. Khi tôi mới vào nghề sale bất động sản, kỹ năng đầu tiên tôi được lãnh đạo hướng dẫn để tìm kiếm khách hàng, đó chính là kỹ năng cell phone. Đây là kỹ năng tất cả sale bất động sản đều phải biết, vì nó không những là kỹ năng tìm kiếm khách hàng, mà đồng thời còn là kỹ năng chăm sóc khách hàng hiệu quả và tiện lợi nhất. Cell phone là kênh truyền thông tin đơn giản hiệu quả và giúp tạo lập cuộc hẹn nhanh chóng. Dù cho bạn chủ động gọi điện giới thiệu dự án, công ty đang bán, hay bạn sử dụng các kênh marketing khác để giới thiệu dự án như sử dụng tờ rơi, quảng cáo trên báo chí, internet, thì kỹ năng cell phone vẫn không thể thiếu. Xét thấy tầm quan trọng của kỹ năng cell phone, nên dù muốn hay không, để trở thành một super sale bất động sản, bạn phải trau dồi để có một kỹ năng cell phone cực tốt. Nếu khách hàng nghe thông điệp của bạn qua điện thoại không cảm nhận được cơ hội sinh lời, thì sẽ không có cơ hội để bán hàng cho khách. Vì vậy, bạn cần rèn luyện cho mình một kỹ năng cell phone hiệu quả. Dưới đây là một số lưu ý khi cell phone. Lưu ý thứ nhất, về nguyên tắc không nói quá 3 phút. Bạn cần có một tinh thần hưng phấn, giọng nói tự tin, tự giới thiệu về tên mình và khái quát về sản phẩm cũng như công ty. Cần đánh giá tiềm năng của khách hàng, hỏi khách, tên tuổi, đang làm trong lĩnh vực gì. Một tình huống của tôi đã từng trải qua, tôi còn nhớ tôi gửi SMS với thông điệp bán đất nền Bình Dương giá rẻ 160 triệu đồng trên một nền, sổ đỏ, thổ cư, tiện ích thì gần chợ công viên, đối diện khu công nghiệp V-Ship 2, kinh doanh cho thuê đều được. Sau đó khách hàng nhắn tin lại với tôi: em ơi, cho anh hỏi, đất ở đâu vậy? Lúc này, tư vấn viên trả lời: thưa anh, công ty em đang bán đất ngay trung tâm thành phố mới, đối diện với khu công nghiệp V-Ship. Xin lỗi, cho em hỏi anh tên gì vậy ạ? Lúc này khách hàng trả lời: tôi tên Hùng. Tư vấn viên tiếp lời: cho em hỏi, anh Hùng ở thành phố Hồ Chí Minh hay ở thành phố Bình Dương ạ? Khách hàng trả lời tiếp: vâng, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Tư vấn viên hỏi tiếp: thưa anh, ở thành phố Hồ Chí Minh thì từ ngã tư Hàng Xanh đến vị trí đất là 34 km, mình đi khoảng 55 phút ạ. Sáng thứ bảy tuần này công ty em có xe đi xem miễn phí, không biết anh Hùng có sắp xếp đi xem thực tế với em được hay không ạ? Khách hàng trả lời: ok em, khi đó anh sẽ đi với vợ. Tư vấn viên: anh ơi, vậy là em đăng ký cho anh hai người đi xem đất bằng xe công ty vào sáng thứ bảy lúc 8 giờ anh nhé. Anh cho em xin email để em gửi thông tin chi tiết để anh Hùng nghiên cứu kỹ hơn trước khi đi xem thực tế ạ. Về kỹ năng mời khách hàng qua điện thoại, ưu điểm của phương pháp cell phone sẽ giúp sale bất động sản có thể xin hẹn hiệu quả, trao đổi thông tin một cách ngắn gọn với khách hàng, từ đó hạn chế những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Song song đó sẽ tiết kiệm được thời gian và công sức. Mục đích của việc tiếp cận qua điện thoại là nhằm xin cuộc hẹn chứ không phải là tư vấn hay bán hàng. Những lý do khiến các bạn sale bất động sản ngại cell phone. Một trong những lý do mà các bạn sale bất động sản ngại cell phone là vì các bạn không có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, còn phải kể đến việc các bạn chưa có đủ nghị lực, đủ sự tự tin, không có đủ năng lực, không có người giúp đỡ, không còn trẻ, không gặp thời, không tài hoa, có nỗi khổ tâm, nợ chồng chất, không có tiền, không có thời gian, sợ mọi người chê bai, không có khiếu ăn nói, không có mối quan hệ rộng và không kiên trì. Các bạn sale mới thân mến, đừng để lý do ngại cell phone ngăn cản bạn trở thành super sale bất động sản tài ba. Cho dù bạn là ai,
bạn như thế nào, lý do của bạn là gì, thì hôm nay bạn hãy cùng tôi mở lối thành công. Sale bất động sản hãy thực hành sale phone 100 cuộc, 150 cuộc và 200 cuộc gọi mỗi ngày. Tôi đã gọi hơn 250 cuộc gọi điện cho khách hàng mỗi ngày. Tôi sale phone cho khách hàng một cách hào hứng. Tôi tập trung sale phone liên tục. Tôi tự nhắc nhở mình rằng nếu tôi chậm hơn các bạn sale bất động sản khác thì chỉ một phút thôi, tôi sẽ lỡ mất một khách hàng tiềm năng. Tôi tập trung vào công việc tạo ra khách hàng tiềm năng nhiều hơn nghĩ về kết quả bán hàng mà tôi đạt được. Tôi đã làm và tôi đã làm được. Cẩm nang trả lời các phản đối của khách hàng. Trải qua hơn 5 năm trong nghề sale bất động sản, tôi tiếp xúc và tư vấn sale bất động sản cho rất nhiều khách hàng khác. Đa phần, khách hàng tôi đưa đi tham quan dự án của công ty bất động sản mà tôi đang bán đều hết lời khen ngợi. Thế nhưng, tỷ lệ khách hàng khen về dự án ra quyết định mua đất thường rất ít. Trong khi đó, những khách hàng chê thì hầu như đều mua đất tôi giới thiệu. Khách hàng mua thường đi xem rất kỹ, hỏi rất nhiều. Những giải đáp thắc mắc và phản hồi của các bạn sale mới không làm cho khách hàng hài lòng. Đó là lý do vì sao sale bất động sản mới vào có tỷ lệ chốt khách hàng thấp hơn các anh chị super sale giàu kinh nghiệm. Hơn nữa, khách hàng có tiền hay khó tính thường chê nhiều hơn là khen. Các bạn sale bất động sản nên nhớ, khách hàng chê không phải để từ chối quyết định mua hàng. Khách hàng chê để tìm câu trả lời hợp lý, tìm lý do khả thi để ra quyết định mua hàng. Vì vậy, khách hàng khen về dự án hoặc im lặng, không hề có phản hồi, hứa về nhà sẽ gọi lại thì bạn chớ vội mừng. Ngược lại, những khách hàng chê, phản đối rất nhiều, lại còn đưa ra những phản biện trái ngược thì có nghĩa khách hàng có sự quan tâm. Phản đối của khách hàng là cạm bẫy với sale bất động sản mới, thiếu kỹ năng nhưng sẽ là cơ hội đối với các bạn sale bất động sản giỏi. Khi gặp ý kiến phản đối của khách hàng, bạn nên cho rằng bạn đang đứng trước cơ hội. Chỉ cần làm rõ những vấn đề của khách hàng, giải tỏa những băn khoăn của khách hàng là mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận lợi. Tôi có rất nhiều khách hàng mua đất dự án và giới thiệu cho nhiều khách hàng khác mua thêm. Nhưng ban đầu, những khách hàng này đều là những người rất khó tính, chê bai rất nhiều và phản đối rất quyết liệt. Cách tốt nhất để sale mới trả lời tốt các phản đối của khách hàng là rèn luyện kỹ năng trả lời thông qua cách đặt tình huống. Sale bất động sản nên bắt cặp hoặc làm nhóm, đặt ra các câu hỏi phản đối của khách hàng, sau đó cùng nhau trả lời, tổng hợp ý kiến để tìm ra câu trả lời khả thi nhất cho khách hàng. Thường xuyên thực hành, diễn tập và luyện tập, sale Alibaba sẽ nhanh chóng giải quyết được thuần thục các phản ứng thắc mắc của khách hàng. Các bạn sale mới sẽ tự tin hơn khi tự mình đi gặp khách hàng. Quy trình 5 bước tiến hành xử lý các phản đối của khách hàng. Về bước 1, lắng nghe cẩn thận phản đối của khách hàng. Đầu tiên, bạn phải lắng nghe khách hàng nói, không được ngắt lời, phải thể hiện rằng mình thấu hiểu hàm ý của khách hàng. Thường xuyên gật đầu đồng ý với những điều mà khách hàng đã nói. Đôi lúc, bạn nhắc lại lời từ chối và tán đồng thêm để khách hàng thấy rằng bạn đã hiểu và đồng cảm với khách. Bước thứ hai, tìm ra ẩn ý đằng sau phản hồi của khách hàng. Làm rõ sự phản đối bằng cách lặp lại lời phản đối của khách hàng để chứng tỏ đã hiểu rõ ý của khách hàng, biến lời phản đối thành câu hỏi để trả lời. Về bước 3, đánh giá mức độ của lời phản đối. Trong trường hợp những lời phản đối đơn giản với mục đích tìm kiếm thông tin thì bạn tiến hành đến bước giải đáp. Trường hợp lời phản đối nghiêm trọng thì tiến hành sang bước tiếp theo. Bước 4, khách hàng có tiền hầu hết là những người hiểu chuyện. Khách hàng của tôi không chê bai hay phản đối, chỉ để từ chối, không mua sản phẩm mà tôi đang bán. Khách hàng chỉ phản đối để nhận thêm thông tin và sự phân tích, giải thích hợp lý của tôi. Sau khi trả lời hết các phản đối của khách hàng, tôi tiếp tục chia sẻ và bày tỏ sự đồng cảm với các phản đối của khách hàng. Bước thứ 5, tiếp theo tôi lấy ra một tờ giấy và cây viết kẻ làm hai bên, sau đó cho khách hàng nêu lại các phản đối, viết lại những điểm thuận lợi và bất lợi. Tôi tập trung vào những điểm thuận lợi, yếu tố tác động lên sự sinh lời của dự án, từ từ tác động lên yếu tố ra quyết định của khách hàng.
Cẩm nang làm việc với khách hàng mới. Cẩm nang làm việc với khách hàng mới là một cẩm nang vô cùng quan trọng đối với các bạn sale Alibaba mới vào làm. Cẩm nang làm việc với khách hàng mới giúp các bạn sale tự tin hơn trong công việc tìm kiếm khách hàng. Cẩm nang này giải quyết được những bế tắc và áp lực của nghề sale bất động sản, tạo ấn tượng tốt với khách hàng. Ấn tượng ban đầu thường rất sâu đậm và khó phai. Giai đoạn bắt đầu rất quan trọng. Sale bất động sản phải tư vấn nhiệt tình và đầy đủ thông tin, phải để lại ấn tượng tốt với khách hàng. Nếu không, khi khách hàng này gặp được một bạn sale khác tự tin, cá tính và tư vấn đầy đủ thông tin về dự án với cách thức dễ thương hơn, thì khách hàng có xu hướng chọn làm việc với sale nào khách hàng thích hơn. Giúp đỡ khách hàng mới hiểu rõ và cảm nhận được những tiện ích, giá trị của dự án chính là bước thứ hai vô cùng quan trọng giúp bạn bán hàng thành công. Càng chân thành và đồng cảm với khách hàng càng nhiều thì khả năng thuyết phục khách hàng sẽ càng cao. Tìm hiểu rõ nhu cầu của khách hàng. Đối với khách hàng mới, khi mới tìm hiểu để mua bất động sản, luôn rất cần sự hỗ trợ của nhân viên sale để nhận thức được chính xác nhu cầu ở hay đầu tư. Với khách hàng mới, bất kể ở tuổi tác hoặc trình độ nào thì bạn cũng nên tư vấn và bám sát khách hàng theo một quy trình chuẩn nhất định. Do vậy, khi có thêm một khách hàng mới, bạn hãy dành thời gian để tư vấn, giải đáp thắc mắc và dành thời gian để đi xem thực tế. Một khi đã có khách hàng mới, nên tuân theo quy trình 3 bước làm việc với khách hàng mới. Bước thứ nhất, tư vấn cho khách hàng mới cảm nhận được những sản phẩm mà công ty đang mở bán. Chỉ có khi tự mình nghe, nhìn và cảm thì lúc đó khách hàng mới thực sự tin vào sản phẩm. Bước thứ hai, gửi đầy đủ các thông tin qua email hoặc gửi tài liệu đến nhà hoặc công ty để khách hàng mới đọc được các tài liệu về dự án. Ngoài ra, cần phân tích chỉ ra tính ưu việt của từng sản phẩm. Bước thứ ba, cùng khách hàng mới tìm ra sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng nhất. Nếu khách hàng từ chối và nói không thì hãy vui vẻ tự bảo với mình rằng: "Vâng, rất tốt, xin mời khách hàng tiếp theo." Về tiếp xúc với khách hàng mới, kỹ năng tiếp xúc với khách hàng mới là một trong những kỹ năng tối quan trọng và thiết yếu đối với các bạn sale bất động sản. Kỹ năng tiếp xúc khách hàng mới càng tốt thì khả năng xây dựng mạng lưới khách hàng tiềm năng càng nhiều. Điều quan trọng đầu tiên trong việc tiếp xúc khách hàng mới là hình dáng bên ngoài. Ấn tượng ban đầu của khách hàng với sale bất động sản sẽ có ảnh hưởng rất lớn đến quyết định mua hàng về sau. Vì vậy, sale bất động sản cần để ý đến hình dáng bên ngoài, từ cách ăn mặc, giao tiếp nói chuyện đến phong cách chuyên nghiệp. Ngoại hình bên ngoài là vũ khí lợi hại, dễ dàng tạo ấn tượng rất tốt trước khách hàng mới. Về phương pháp tiếp xúc khách hàng mới, các bạn sale bất động sản muốn tiếp xúc khách hàng mới một cách dễ dàng cần tuân thủ theo phương pháp 3B, có nghĩa là bạn trước tiên cố gắng xóa đi khoảng cách khách hàng và nhân viên, cố gắng làm bạn với khách hàng. Thứ hai, nguyên tắc bàn. Tiếp đến, tìm ra điểm chung với người bạn này để có thể bàn chuyện. Nguyên tắc cuối cùng là bán. Bán hàng không phải là bán hàng, nhưng lại là bán hàng. Kỹ năng giải quyết vấn đề. Trong quá trình sale bất động sản sẽ có hàng trăm sự việc xảy ra cần phải giải quyết. Để trở thành một super sale xuất sắc, sale bất động sản cần phải học cách tự giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình giao dịch. Giải quyết vấn đề là một trong những kỹ năng rất cần thiết trong bán hàng và cuộc sống. Trong lúc bán hàng, khi có một vấn đề nào đó xảy ra, bạn nên áp dụng quy trình giải quyết sau đây. Quy trình giải quyết vấn đề bao gồm 7 bước. Bước thứ nhất, xem xét vấn đề. Bước thứ hai, nhìn nhận và phân tích. Chưa hiểu rõ nguồn gốc của vấn đề sẽ dễ dẫn đến cách giải quyết sai lệch hoặc vấn đề cứ lặp đi lặp lại. Nếu nói theo ngôn ngữ của y khoa, bắt không đúng bệnh thì chỉ trị được triệu chứng chứ không trị được bệnh. Đôi khi tiền mất tật mang. Tôi thường dành thời gian để lấy những thông tin cần thiết liên quan vấn đề cần giải quyết. Bước thứ ba, đề ra mục tiêu. Đặt mục tiêu sẽ giúp đi đúng hướng trong việc giải quyết vấn đề bạn đang cố gắng đạt được điều gì. Bước thứ tư, đưa ra giải pháp. Sau khi đã hiểu được cội rễ của vấn đề,
sale bất động sản đưa ra được rất nhiều giải pháp để lựa chọn. Bước thứ 5, chọn lựa và xác định giải pháp. Yếu tố sáng tạo sẽ giúp sale bất động sản tìm ra được giải pháp đôi khi tốt hơn cả mong đợi. Cần lưu ý rằng, một giải pháp tối ưu phải đáp ứng được 3 yếu tố: có tác dụng khắc phục, giải quyết vấn đề dài lâu, có tính khả thi và có tính hiệu quả. Bước thứ 6, thực hiện và bắt tay vào hành động. Bước thứ 7, đánh giá kết quả. Sau khi thực hiện, Supercell Alibaba đánh giá kết quả, rút ra bài học giúp anh chị giảm được rất nhiều thời gian để giải quyết những vấn đề tương tự. Vạn sự khởi đầu nan, nếu sale thường xuyên rèn luyện thì dần dần kỹ năng giải quyết vấn đề trở thành thói quen và thành phản xạ vô điều kiện. Cẩm nang marketing bất động sản. Khái niệm marketing xuất hiện đầu những năm 1900. Nó được hiểu là một khâu trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhiều sale bất động sản quan niệm marketing chính là việc bán hàng. Đây là một cách hiểu rất sai lệch nhưng lại đang khá phổ biến với anh chị sale bất động sản. Thực tế, marketing và bán hàng hầu như đối lập với nhau. Bán hàng chỉ tập trung vào việc bán càng nhiều sản phẩm càng tốt. Thế nhưng, marketing được hiểu chính xác là công cụ tạo ra khách hàng. Vì vậy, sẽ khôn khéo sử dụng 20% hoa hồng để tái đầu tư marketing, gia tăng nguồn khách hàng tiềm năng. Để gia tăng hiệu quả của việc đầu tư marketing, anh chị Supercell nên ghi chú marketing, ghi lại những kế hoạch marketing, chi phí đầu tư, kết quả và hiệu suất. Marketing được xem là đòn bẩy quan trọng giúp anh chị Supercell đột phá, gia tăng thu nhập. Đến một lúc nào đó, Supercell phải nhận thức được rằng đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn, nên đầu tư marketing là rất cần thiết. Sau đây là một số công cụ marketing giúp Supercell tạo ra khách hàng. Thứ nhất là đăng tin. Đăng tin giao vặt hiệu quả là giải pháp marketing online tuyệt vời giúp tôi tiết kiệm được thời gian và chi phí để truyền tải đầy đủ thông tin tới đúng đối tượng khách hàng. Việc đăng tin giao vặt lên top thực ra là việc làm cho bài đăng tin trên website lên top Google. Sau đây là những thuận lợi và hạn chế của việc đăng tin giao vặt. Thứ nhất, về thuận lợi, không cần có website, người ta đã nghiên cứu và tối ưu cơ bản. Website đã có uy tín với Google nên nội dung sớm được nhận diện và được đánh giá cao. Thứ hai, hạn chế, phải cạnh tranh với nhiều tin giao vặt khác. Đầu tư tiền của và công sức vào website khách hàng, không chủ động, chịu thiệt thòi vì bị các tin quảng cáo ship trên. Giao vặt là hình thức marketing online khá phổ biến ở Việt Nam, đóng vai trò khá quan trọng trong việc quảng cáo, quảng bá thông tin sản phẩm, dịch vụ của doanh nghiệp trên mạng Internet. Tuy nhiên hiện nay, rất ít sale bất động sản biết cách khai thác kênh marketing online này một cách hiệu quả để đem lại kết quả như mong muốn. Một số chú ý để đăng tin giao vặt hiệu quả. Về nội dung tin đăng là yếu tố quan trọng nhất. Cho dù tin đăng xuất hiện tại top 10 kết quả tìm kiếm của Google, nhưng nội dung tin đăng trình bày không ấn tượng sẽ không thu hút được sự chú ý của khách hàng. Vì vậy, khi đăng tin, sale bất động sản luôn lấy khách hàng làm trung tâm để xây dựng nội dung tin quảng cáo sao cho hấp dẫn nhất. Hiện nay, khách hàng đọc báo điện tử mỗi ngày, nhưng khách hàng không biết rằng đa phần mỗi bài báo trên đều là một tin giao vặt của doanh nghiệp. Vì vậy, cách tốt nhất để có một nội dung giao vặt hấp dẫn là sale bất động sản nên biên soạn tin đăng như một bài báo. Đó là điều mà khách hàng mong đợi nhất. Nội dung cực kỳ quan trọng, chính vì vậy, cần đầu tư công phu, không nên soạn nội dung cẩu thả. Nó vừa giúp công cụ tìm kiếm đánh giá cao, vừa giúp khách hàng cảm thấy họ được tôn trọng. Đoạn đầu tiên của nội dung rất quan trọng, cần khéo léo cho từ khóa vào. Trong nội dung trang, sale bất động sản nên lặp lại cụm từ khóa ít nhất 4-5 lần. Mật độ từ khóa chiếm khoảng 3-5% nội dung trang. Mật độ từ khóa phải đều, không nên dồn từ khóa xếp gần nhau quá. Bôi đậm hoặc in nghiêng từ khóa xuất hiện trong nội dung. Trong phần nội dung, những nơi có từ khóa cần tạo độ liên kết nội bộ cho bài viết. Lựa chọn website để đăng tin. Hiện nay, có hàng ngàn website rao vặt miễn phí. Vậy, làm thế nào để lựa chọn những website tốt nhất cho chiến dịch marketing sản phẩm?
Điển hình của những website cung cấp dịch vụ đăng tin giao vặt này phải kể đến như rongbay.com, vatgia.com, 5giây.vn, muabán.net. Đây thực sự là những website có uy tín vì được xây dựng và đầu tư bài bản về cơ sở hạ tầng bởi những công ty truyền thông có tên tuổi tại Việt Nam. Tất cả website trên đều cho đăng tin miễn phí. Sao bất động sản hãy cố gắng để đăng tin giao vặt trên tất cả website. Điều đó sẽ gia tăng cơ hội cho khách hàng tiềm năng đọc được tin đăng của bạn. Một điều bạn nên chú ý khi đăng tin giao vặt là không nên đăng nhiều tin có cùng một nội dung. Điều này sẽ ảnh hưởng đến uy tín tin đăng trên Google và tin đăng có thể bị liệt vào danh sách spam và bạn sẽ không thể tiếp tục đăng tin. Điều tệ hại nhất là khi tin đăng đã xuất hiện trên top Google nhưng bị xóa bởi lỗi spam, bao nhiêu công sức của bạn sẽ bị đổ sông đổ bể. Tiêu đề là yếu tố gây sự chú ý đầu tiên. Nếu không ai nhận ra ý đồ quảng cáo tin đăng thì sẽ trở nên vô dụng và chỉ gây lãng phí tiền bạc. Vai trò của câu tiêu đề là thu hút sự chú ý của khách hàng bằng cách hứa hẹn một kết quả nào đó. Chỉ khi khách hàng có hứng thú với câu tiêu đề thì khách hàng sẽ nhấp chuột vào tin đăng đang muốn đáp ứng. Số khách hàng đọc câu tiêu đề thường nhiều gấp 5 lần số khách hàng đọc kỹ nội dung của tin đăng. Phần nội dung thường là phần giải thích chi tiết cho các ý tưởng tin đăng, nhưng nó sẽ bị bỏ qua nếu như khách hàng không bị thu hút bởi tiêu đề. Vì vậy, một câu tiêu đề phải chứa đựng được nội dung chính của tin đăng, gợi lên một điều gì đó hữu ích đối với khách hàng. Tiêu đề cần phải có sự khác biệt. Khi tìm kiếm trên mạng, khách hàng đa số đọc qua các câu tiêu đề trước tiên, sau đó mới dừng lại ở những bài quan tâm. Theo một số nghiên cứu cho thấy, khách hàng thường xuyên xem từ 3 đến 7 tin đăng trước khi sẵn sàng gọi lại mua hàng. Điều đó cũng có nghĩa, tin đăng cần phải có câu tiêu đề khác biệt so với hàng loạt tin đăng khác mà khách hàng nhận được mỗi ngày. Tiêu đề là một lời hứa. Một tiêu đề phải như một lời hứa hẹn, gợi ra việc đáp ứng một nhu cầu nào đó mà khách hàng đang quan tâm. Phải đưa ra một giải pháp đối với những bức xúc của khách hàng. Tiêu đề phải có vẻ giống một mẫu tin. Khách hàng luôn bị thu hút bởi những cái mới lạ, có tính thời sự. Nhưng tiêu đề không nhất thiết phải nói lên điều gì đó mới mẻ, mà chỉ cần tạo ra một ấn tượng kích thích sự tò mò của khách hàng. Tiêu đề dài tốt hơn tiêu đề ngắn. Các nghiên cứu cho thấy những tiêu đề dài thường giúp tin đăng bán được nhiều hàng hơn so với các tiêu đề ngắn. Lý do, một tiêu đề dài có sức thuyết phục và ảnh hưởng lớn hơn một tiêu đề ngắn. Nhưng cần chú ý, một tiêu đề tốt nhất không nên dài quá 12 từ. Sử dụng một số từ ngữ lôi cuốn, đó là những từ khơi dậy sự tò mò của khách hàng. Như làm thế nào, tại sao. Những từ khác có sức hấp dẫn không kém là miễn phí, mới. Sử dụng các từ khóa trong tiêu đề, đó là những từ then chốt và thường nằm trong phạm vi 4 từ đầu của một tiêu đề. Việc chọn ra những từ đắt để mở đầu tiêu đề sẽ làm cho nó dễ dàng xuất hiện và xuất hiện thường xuyên hơn khi khách hàng muốn tìm thông tin từ các trang web tìm kiếm. Nếu website đó cho phép thiết lập các thẻ miêu tả, description, thẻ từ khóa keyword thì cần thiết lập như sau: description, một đoạn giới thiệu ngắn về chủ đề chính của tin giao vặt, khoảng tầm 150 ký tự; keyword, đơn giản và hiệu quả, sử dụng chữ thường, chữ hoa một cách thích hợp. Tốt nhất nên viết một tiêu đề với tất cả các từ được bắt đầu bằng một chữ hoa, còn các chữ còn lại là chữ thường. Cách viết này sẽ làm cho tiêu đề dễ đọc hơn và có sự khác biệt với những tiêu đề được viết cùng một kiểu chữ hoa hay chữ thường. Có thể đưa ra một giá trị thể hiện bằng con số trong tiêu đề. Các con số có tác dụng rất lớn trong các tiêu đề. Những con số sẽ tạo ra sự tin cậy và một hình ảnh chính xác cho câu tiêu đề. Số lẻ thường gây sự chú ý tốt hơn số chẵn. Riêng số 10 là một số chẵn ngoại lệ. Tham gia thảo luận tại các diễn đàn, blog, rồi để lại backlink ở chữ ký trong nội dung liên kết tới tin giao vặt. Khuyến khích nhờ bạn bè đặt link tin giao vặt lên web của họ. Sao chép nội dung tin giao vặt lên trang mà bạn làm trang chính để đăng lại trên các trang khác. Nhớ ở dưới ghi rõ nguồn trích từ link gốc.
ngoài việc đăng tin lên top Google, ta có thể trả tiền để được ưu tiên hiển thị. Ví dụ như ở vatgia.com thì có thể đăng tin VIP, siêu VIP. Ở các diễn đàn cũng có các hình thức ưu tiên được đăng tin giao vặt ở trên đầu các chuyên mục. Ưu tiên đăng tin lên các website, diễn đàn liên quan đến lĩnh vực, những nơi mà khách hàng quan tâm đến bất động sản, khách hàng tiềm năng hay lùi tới. Khi tin giao vặt xếp top đầu kết quả tìm kiếm Google với các từ khóa, khách hàng có nhu cầu vào Google để tìm thông tin và thấy tin đăng. Khách hàng có nhu cầu gõ vào Google để tìm thông tin. Một khi đã tìm thấy thông tin, xác suất khách hàng liên lạc và trở thành khách hàng của bạn sẽ rất cao. Thứ hai, sử dụng mạng hiển thị Google khai thác truyền thông của đối thủ. Đây là một trong những cách marketing bất động sản rất thông minh, đứng trên vai người khổng lồ để tìm kiếm khách hàng. Ví dụ, tại khu vực thành phố mới Bình Dương, tôi đang bán đất nền giá rẻ, nhưng tôi lại đang gặp khó khăn vì chủ đầu tư BKMS đang PR quá mạnh về dự án ETC V-Ship trên những tờ báo giấy cũng như báo điện tử. Bài toán đặt ra là làm sao để tối ưu chi phí quảng cáo nhưng vẫn có một lượng lớn khách hàng tiềm năng đem về. Câu trả lời là sử dụng quảng cáo mạng hiển thị Google để lợi dụng đối thủ. Bước 1. Tìm kiếm kênh online mà chủ đầu tư BKMS đăng quảng cáo. Bước 2. Nghiên cứu kỹ những mẫu quảng cáo của chủ đầu tư BKMS đang triển khai. Bước 3. Thiết kế nhiều mẫu quảng cáo ấn tượng hơn và đảm bảo khách hàng khi đọc thấy quảng cáo này sẽ nhấp chuột. Bước 4. Bắt đầu một chiến dịch quảng cáo mạng hiển thị Google trên những trang chủ đầu tư BKMS đang cho quảng cáo. Bước 5. Một lượng khách hàng đang xem những bài quảng cáo chủ đầu tư BKMS trên một số trang báo điện tử sẽ trở thành khách hàng tiềm năng. Với quảng cáo mạng hiển thị Google, nếu sale bất động sản dùng đúng thì sẽ đem lại hiệu quả bất ngờ với chi phí cực kỳ rẻ so với các kênh khác. Thứ ba, cách sale đánh nhanh, thắng nhanh. Để có thể làm được một kế hoạch lợi dụng truyền thông đối thủ thì sale địa ốc Alibaba phải làm được 3 tốt: phân tích, đánh giá dự án tốt, am hiểu thị trường tốt và kỹ năng viết bài tốt. Áp dụng một trường hợp về SEO đang thành công tại thị trường đất nền Bình Dương, các bước cần thực hiện để thành công cùng với site quảng cáo. Bước 1. Phân tích dự án, lợi dụng truyền thông, kèm theo phân tích dự án thật tốt. Chuẩn bị một tên miền có chứa từ khóa tên dự án. Nếu không thể mua được tên miền có từ khóa chính, thì có một số cách để giải quyết vấn đề này. Tạo tên miền phụ từ tên miền trên. Tạo blog có địa chỉ chứa từ khóa. Sau khi tạo được tên miền có chứa từ khóa là bước thuận lợi cơ bản để tạo ra bước lợi thế về độ tin cậy đối với khách hàng. Khi khách hàng gõ tìm kiếm trên Google, tạo thêm một số site vệ tinh và bài đăng lên một vài diễn đàn về bất động sản. Tiếp theo, chuẩn bị tiền khoảng 1 triệu và một thẻ Visa có tiền trên 1 triệu. Bước 2. Viết bài thật tốt. Nội dung thông thường là kịch bản so sánh giữa hai dự án. Và tất nhiên, kịch bản bài viết là hướng khách hàng theo sản phẩm của mình và không được làm quá lộ liễu sẽ bị kết quả ngược. Tiêu đề thường là có sản phẩm bất động sản đang hot và sản phẩm của bạn muốn PR. Mẹo để làm cho tiêu đề bài viết trở nên nổi bật. Về phương pháp gây sốc, phương pháp nhẹ nhàng, cho con số vào tiêu đề, thêm tính từ hoặc trạng từ vào tiêu đề, thuật ngữ và từ ngữ mới mẻ, nhắm vào mục tiêu cụ thể. Ví dụ, đất nền dự án mở bán đợt 2 với chiết khấu sốc dành riêng cho doanh nhân. Phương pháp sử dụng người nổi tiếng. Tiếp đến, phương pháp chú ý và cường điệu hóa vấn đề. Phương pháp so sánh. Chiết khấu, giảm giá. Phương pháp về câu chuyện bản thân, trải nghiệm, treo đầu dê bán thịt chó. Phương pháp sử dụng tính từ nóng. Phương pháp báo cáo thống kê. Tổng hợp các dự án đất nền Bình Dương được quan tâm nhất tháng 10. Tiếp đến, phương pháp đúc kết và tổng quan. Ví dụ, tình hình mua bán đất nền giá rẻ tại Bình Dương. Tiếp theo, phương pháp tạo ra sự bất ngờ liên tưởng. Ví dụ, đến Ngọc Trinh còn phải đòi đại gia mua tặng. Phương pháp tiếp theo, ăn theo chủ đề hot, gây tranh cãi và hiệu ứng đám đông. Sau cùng, phương pháp tạo chuyển động thời gian sóng. Về nội dung, nên so sánh tương đối khách quan,
có kể cả điểm xấu của dự án công ty đang bán, là một cách lấy lòng tin của khách hàng đối với bài viết. Mỗi sản phẩm nên nêu rõ một phân khúc khách hàng và tất nhiên phải đưa khách hàng tiềm năng về với đội của mình. Tuyệt đối không nói xấu đối thủ trong bài viết. Tạo nội dung theo cấu trúc các trang trong site có chứa đường link cho nhau. Bắt đầu viết 5 đến 6 bài viết liên quan đến dự án đang SEO. Một bài về quy mô, một bài về vị trí, một bài về tiện ích, một bài về tiến độ thanh toán, một bài viết về hình ảnh thực tế và sơ đồ phân lô. Khi viết những bài này, cần chú ý một số điều sau đây. Nội dung bài viết phải từ 700 từ trở lên. Bài viết có nội dung nói về dự án cần SEO và có liên quan nội bộ trở về trang chủ với từ khóa liên quan đến dự án. Mỗi ngày, cố gắng viết thêm một bài, có thể sao chép trên mạng và chỉnh sửa lại tối thiểu 30%. Bước 3. Câu lượt xem. Chia sẻ lên mạng xã hội có nhiều sale bất động sản hoặc nhóm nào có lượng thành viên lớn để tăng lượt xem. Hiện tại, các dự án cần SEO chỉ chạy từ 1 đến 2 tháng là dừng, nên đừng ngại việc spam. Tiếp theo, spam trên các diễn đàn, Facebook, có tài khoản, thoải mái spam không sợ Google phạt, đi backlink trong bài viết, gửi tin nhắn thành viên. Kế đó, tạo một chiến dịch AdWords chạy ở tuần 2 hoặc tuần 3 của đợt bán hàng. Chạy AdWords ở thời gian này, ngoài việc kiếm được khách hàng, còn giúp cho site có tỷ lệ nhấp chuột từ Google cao rất tốt cho SEO. Sau khi SEO lên rồi thì dừng chiến dịch AdWords. Tuy nhiên, khi sale bất động sản áp dụng cách này, hãy chuẩn bị tâm lý trang web của bạn bị khóa thì bỏ làm lại cái mới. Quan trọng, phải có một kế hoạch về SEO nhanh và chậm cho từng website riêng lẻ để đạt được mục tiêu bán hàng và nền tảng cho tương lai. Thông thường, khi một dự án tốt đang được thị trường quan tâm, quảng cáo trên các trang báo chí mạnh mẽ, thì khoảng sau 2 tuần, số lượng tìm kiếm trên các công cụ tìm kiếm sẽ nhiều lên. Đây là thời điểm sale bất động sản bung sức cho chiến dịch marketing online. Bước thứ tư, khai thác công cụ tìm kiếm Google. Google SEO. Với cách làm này, chỉ cần top 4 đến 5 cũng có thể ăn đứt những top 1, 2. Thông thường, Google AdWords sẽ phù hợp cho một chiến dịch chạy dự án gấp và ngắn hạn. Google SEO thì ngược lại, dành cho một kế hoạch PR dài hạn nên định hướng rõ để có kế hoạch khai thác Google cho đúng cách, đạt hiệu quả cao. Bước thứ 5, chuẩn bị nghe điện thoại 24/24 và máy đếm tiền. Với việc lợi dụng truyền thông, đối thủ sẽ mở rộng được phạm vi khách hàng của mình ra gấp nhiều lần, nhưng phải khéo léo và chọn đúng sản phẩm để lợi dụng. Điểm quan trọng trong chiến lược marketing này đó là kỹ năng tư vấn khi khách hàng gọi lại. Sale bất động sản phải tư vấn thật để khiến khách hàng có thiện cảm và tin tưởng bạn là bạn. Thứ tư, SMS marketing. Chưa có công cụ tiếp thị nào có thể đưa thông điệp đến với khách hàng nhanh chóng như SMS marketing và thậm chí còn có thể gây sức ảnh hưởng tốt như SMS branding. Hiện tại, mỗi ngày tôi nhận khá nhiều SMS bán hàng và các SMS dịch vụ quảng cáo. Đôi lúc, chúng khiến tôi cảm thấy khó chịu vì tôi không quan tâm tới nội dung đó. Với nhiều năm kinh nghiệm trong nghề sale bất động sản và thường xuyên sử dụng SMS như một công cụ chính để tìm kiếm khách hàng, spam SMS như vậy là không nên và rất lãng phí. Spam có nghĩa là đưa thông điệp vô tội vạ, không có mục tiêu nhất định và cưỡng ép khách hàng phải xem thông tin. Marketing nghĩa là đưa thông điệp có mục tiêu và tạo ra một giá trị nhất định nào đó cho khách hàng tiếp nhận thông điệp đó. Tuy nhiên, ranh giới giữa spam và SMS marketing thực sự rất mong manh. Nếu spam có nghệ thuật thì trở thành marketing hiệu quả. Trong khi đó, SMS marketing quá đà, không đúng lúc thì lại trở thành spam. Câu hỏi đặt ra là làm sao để chuyển từ spam thành marketing để nâng cao tỷ lệ thành công và ít gây phản cảm với khách hàng? Sale bất động sản nên làm theo các bước sau. Bước 1. Phân loại data khách hàng thật kỹ lưỡng. Việc phân loại data khách hàng là việc cực kỳ quan trọng vì nó giúp định hướng rõ được đối tượng khách hàng phù hợp với sản phẩm mình đang bán.
Ví dụ, một data khách hàng là những doanh nhân thành đạt hay thu nhập cao, nếu đem đi chào sản phẩm đất nền từ 100 đến 200 triệu đồng thì tỷ lệ cách làm sai sẽ rất cao vì không phù hợp với nhu cầu dù khách hàng có rất nhiều tiền. Bước 2. Định hướng rõ khách hàng trong nội dung SMS. Đây là điểm mấu chốt để biến spam thành marketing và nâng cao tỷ lệ thành công. Xem qua hai ví dụ về một sản phẩm được gửi đến một người thuộc data là bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh. Ví dụ 1. Mở bán đất nền ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương với giá cực kỳ hấp dẫn, cách trung tâm hành chính 1,2 km với lãi suất ưu đãi 5%. Ví dụ 2. Cơ hội cho bác sĩ sở hữu một nền đất giá rẻ ngay tại trung tâm thành phố mới Bình Dương, cách trung tâm hành chính 1,2 km với lãi suất vay ưu đãi 5%. Khi nhìn qua hai ví dụ, rõ ràng thông điệp thứ hai định hướng khách hàng mục tiêu và đang tạo một giá trị là cơ hội sở hữu nền đất cho đối tượng khách hàng bác sĩ. Nhờ định hướng rõ đối tượng khách hàng bác sĩ, SMS này được các khách hàng bác sĩ quan tâm nhiều hơn. Đối tượng khách hàng bác sĩ có thể mua để ở hoặc đầu tư và giới thiệu cho người nhà, bạn bè và đồng nghiệp. Bước thứ 3. Canh thời gian gửi SMS. Thời điểm vàng để gửi SMS đến khách hàng là lúc nào? Đối với một số khách hàng là 10 giờ sáng đến 11 giờ sáng. Đối với một số khách hàng là 11 giờ đến 12 giờ hoặc 12 giờ đến 13 giờ. Quan niệm của tôi về giờ vàng gửi SMS cho khách hàng là giờ rảnh rỗi của khách hàng, tùy theo từng data khách hàng. Đối tượng khách hàng là những doanh nhân thì thời gian rảnh của khách hàng khác với bác sĩ. Sao bất động sản nên chú ý nhiều đến thời gian gửi SMS để tránh gây sự khó chịu cho khách hàng tiếp nhận thông tin. Bước 4. Nội dung SMS quyết định thành bại của SMS. Hiện nay, việc spam SMS diễn ra cực kỳ kinh khủng, nên việc từ chối các tin nhắn từ số khuyến mãi 11 số dù chưa đọc là rất nhiều, hay các thiết bị điện thoại như smartphone hiện tại được sử dụng khá nhiều và tôi chỉ cần thấy lướt qua nội dung hiển thị một số SMS bán hàng là tôi bỏ qua ngay và không đọc nó. Làm thế nào để khách hàng không xóa SMS và vẫn đọc? Hãy định hướng rõ đối tượng khách hàng đang gửi SMS. Dòng đầu tiên là dòng chung chung khiến khách hàng tò mò phải mở SMS ra xem, kết hợp với yếu tố khác biệt để thành công hơn. Ngoài ra, phải chú ý độ dài của dòng đầu tiên vừa đủ kích thước một màn hình smartphone thông thường hiển thị để khách hàng không nhận ra đây là một SMS chào hàng. Ví dụ, trường hợp tôi bắn SMS cho một bộ data là bác sĩ tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi gửi SMS như sau. Chào anh, em giới thiệu anh cơ hội cho các bác sĩ sở hữu lô đất đối diện Bệnh viện Hoàn Hảo ngay trung tâm thành phố mới Bình Dương với lãi suất ưu đãi 5%. Một số lưu ý kèm theo. Ngoài hai kênh marketing chủ lực đã nêu trên, anh chị sale bất động sản nên mở rộng thêm cách khai thác khách hàng của mình qua một số kênh marketing khác như đăng báo, tờ rơi, tờ dán, banner, tư vấn trực tiếp, v.v. Mỗi kênh marketing có một thế mạnh và cách đánh riêng. Sau đây là một số lưu ý khi thực hiện marketing để tìm kiếm khách hàng. 1. Đối với phân khúc giá rẻ. Thông điệp đưa ra phải bao gồm thông tin về giá, vì giá rẻ là thế mạnh của loại sản phẩm này. Trong thông điệp nên đưa ra giá thấp nhất trong dự án để thu hút. Ngoài ra, các chương trình khuyến mãi chiết khấu nên đưa vào trong thông điệp. Các kênh marketing nên chạy đối với sản phẩm này, tờ rơi, sử dụng tất cả các nguồn lực để triển khai và khả năng kiếm khách từ cách này khá tốt. Spam SMS và cell phone, tận dụng tất cả các data hiện có, tuy nhiên hạn chế sử dụng data khách hàng quá VIP vì họ sẽ không mua những sản phẩm này. Đăng tin, sử dụng một số phần mềm đăng tin tự động để nhanh chóng có số lượng tin lớn trên các trang rao vặt. Sau cùng là mạng xã hội. Mạng xã hội Facebook là nơi mà sale bất động sản có thể sử dụng tiếp tục để spam. Nếu spam tốt ở các kênh này, khách hàng quan tâm sẽ khá nhiều. Thứ hai, đối với phân khúc sản phẩm trung bình. Ở phân khúc giá trung bình, sale bất động sản nên dùng ngay mọi hình thức spam nếu không muốn phí tiền đầu tư. Bởi khách hàng ít tiền sẽ không đủ tiền để quan tâm đến sản phẩm trên. Do đó, sale bất động sản cần phân loại và chọn lọc đối tượng khách hàng phù hợp để lên chiến lược marketing hợp lý. Về thông điệp, thông thường ở phân khúc này, khách hàng thường quan tâm đến hai vấn đề.
là giá trị và vị trí. Sao Bất Động Sản cố gắng đưa hai thông điệp truyền đến khách hàng. Các kênh marketing Sao Bất Động Sản có thể áp dụng đối với phân khúc sản phẩm trung bình. Thứ nhất, phát tờ rơi. Trước tiên, phát tại nhà và các ngã tư trong vòng bán kính 2 đến 3 km so với vị trí dự án. Sau đó, cố gắng phủ càng nhiều khu vực dân cư càng tốt, đặc biệt là các khu vực đang giải tỏa. Đừng ngại việc phát đi phát lại tại một khu vực, nhưng đừng sát ngày bán hàng quá. Tiếp đến là bơm SMS và cell phone. Lọc danh sách khách hàng kỹ càng, phân loại lại khách hàng tiềm năng, đối tượng quan tâm đến sản phẩm phân khúc trung bình. Tiếp theo, ưu tiên sử dụng danh sách khách hàng theo khu vực. Ví dụ, công ty chuẩn bị bán sản phẩm tại dự án Bình Điền, quận 8, thì tôi chọn các data khu vực quận 8, quận 7, quận Bình Chánh. Về phần đăng tin, chú trọng nhiều hơn về các kỹ năng, giật tích, tiêu đề để tạo sự nổi bật cho dự án. Đối với phân khúc trung bình, tôi thường tập trung sức mạnh đánh các trang chuyên về bất động sản như bấtđộngsản.com.vn, muabannhadat.com.vn. Tiếp đến, khai thác Google. Mua Google AdWords hoặc SEO cũng giúp tôi tiếp cận được khách hàng nhiều hơn. Đối với dự án chạy gấp và rút nhanh, tôi thường liên hệ Google AdWords. Còn những dự án công ty chạy chiến dịch lâu dài thì tôi sử dụng SEO, vừa tự SEO vừa thuê người SEO. Tiếp đến là mạng xã hội. Đối với phân khúc trung bình này, khai thác khách hàng trên các trang mạng xã hội như web trẻ thơ, ô tô Sài Gòn, yêu trẻ thơ là một cách tìm kiếm khách hàng rất thông minh. Thứ ba, đối với phân khúc giá cao, thông điệp là mấu chốt của sự thành bại. Khách hàng được gì khi mua sản phẩm? Về thông điệp, khách hàng ở phân khúc này quan tâm đến việc sẽ được gì khi mua sản phẩm. Về giải pháp bán hàng phân khúc giá cao, tôi liệt kê tất cả các điểm mạnh của dự án và đưa ra một thông điệp như một cơ hội đầu tư có cam kết. Các kênh marketing nên sử dụng ở phân khúc này. Về tờ rơi, Sao Bất Động Sản hãy quên chuyện kênh tờ rơi sẽ kiếm khách hàng tiềm năng cho bạn ở phân khúc giá cao. Tờ rơi ở phân khúc này chỉ giúp khách hàng nhận diện thương hiệu và sản phẩm công ty đang truyền thông. Kênh tờ rơi sẽ bổ trợ cho các kênh marketing khác vận hành hiệu quả hơn. Bơm SMS và cell phone, không spam dưới mọi hình thức. Hãy chọn lọc từ dữ liệu chăm sóc khách hàng để có hiệu quả cao nhất. Những database VIP được ưu tiên trước tiên trong phân khúc này. Về phần đăng tin, tập trung toàn lực vào những trang có lượng khách hàng theo dõi lớn như muabannhadat.com.vn, bấtđộngsản.com.vn. Khai thác Google. Nếu muốn khai thác khách hàng hiệu quả thì kênh Google là cực kỳ quan trọng. Nhưng ở kênh này, bạn phải đầu tư bài viết thật tốt, đặc biệt là kỹ thuật giật tích để thu hút lượt nhấp chuột vào trang. Email marketing, kỹ thuật này thực sự tương đối khó với một SEO. Tuy nhiên, cố gắng tìm hiểu phương thức để làm một kế hoạch email marketing hiệu quả. Cẩm nang xây dựng mạng lưới khách hàng. Andrew Carnegie, ông vua ngành sắt thép của Mỹ từng nói, tri thức của các chuyên gia chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào mạng lưới khách hàng. Điều này càng ngày càng được chứng thực trong thế giới phẳng, khi mà nội dung chính của nhiều khóa học kỹ năng dành cho sinh viên, nhân viên văn phòng và doanh nhân đều có nhắc đến kỹ năng xây dựng mạng lưới khách hàng. Dù đó là loại mạng lưới nào, đồng nghiệp, bè bạn, khách hàng trong và ngoài doanh nghiệp đều tác động lớn đến thành công trong cuộc sống. Chìa khóa để có mạng lưới khách hàng thành công. Đâu là chìa khóa để xây dựng mạng lưới khách hàng thành công? Điểm mấu chốt nằm ở chữ tín của anh chị sale bất động sản. Điều này tưởng dễ dàng nhưng thực ra đòi hỏi sự nỗ lực rất nhiều ở từng anh chị sale bất động sản. Bởi vì anh chị sale mới thường hành động theo những điều có ích cho bản thân mình trước tiên. Nhưng nếu chứng tỏ được sự quan tâm của mình đối với những khách hàng xung quanh, cũng như cam kết mang lại những giá trị, lợi ích phát triển cho khách hàng, thì chắc chắn những gì anh chị nhận lại sẽ là quả ngọt. Xã hội hiện nay là thời đại kết nối. Các bạn sale mới thường tập trung thời gian để sell phone cho khách hàng mới. Trong khi đó, những khách hàng trong danh bạ điện thoại của mình không mấy khi liên lạc. Thật sự, đây là cách làm sai lớn nhất của các bạn sale bất động sản mới vào nghề. Bởi lẽ,
anh chị shipper sale và khách hàng vốn dĩ được kết nối với nhau không chỉ để mua bán hàng, mà còn là cơ hội để cùng chia sẻ nhiều điều trong cuộc sống, từ kiến thức, kinh nghiệm đến ước mơ và hoài bão. Rất nhiều anh chị shipper sale đã thành công, có một công việc ổn định và lương cao. Điều đó không phải nhờ vào sự thông minh vượt bậc, mà là nhờ vào mạng lưới kết nối với khách hàng. Đừng bao giờ lơ là và lười biếng trong việc duy trì gắn kết với khách hàng và đối tác. Đừng ngại lưu một số điện thoại mới. Đừng ngại mời khách hàng đi ăn một vài bữa hay ngồi cà phê cùng khách hàng trong một vài buổi chiều cuối tuần. Sẽ đến lúc các bạn sale thấy rằng mình đã không đầu tư vô ích cho một mối quan hệ cần thiết. Bạn biết được tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới khách hàng là chìa khóa đầu tiên để quyết định sự thành công. Nhưng việc tạo dựng, giữ gìn và phát triển thực sự là một cẩm nang để phát huy chiếc chìa khóa thần kỳ trên hoạt động một cách hiệu quả. Trước tiên, các bạn sale mới xác định thật rõ muốn xây dựng một mạng lưới khách hàng lâu dài và bền vững, bạn phải cho nhiều hơn nhận, cho trước khi nhận. Bản chất con người vốn ích kỷ, chỉ thích làm những gì có lợi cho bản thân đầu tiên và nhanh chóng nản lòng khi chưa thấy được hiệu quả khả quan. Nếu bạn đánh giá một khách hàng nào đấy tiềm năng và muốn kết nối, bạn hãy chi ra một khoản tiền để mời họ cà phê hay một chầu ăn trưa chẳng hạn. Đừng tiếc những khoản đầu tư xứng đáng cho một mối quan hệ lâu dài các bạn nhé. Nâng cấp mạng lưới khách hàng là trên mức xã giao và tiến tới mối quan hệ thân thiết là rất quan trọng. Sự kết nối không phải là một công cuộc mua bán sòng phẳng, có vay, có trả, mà đó là một mối quan hệ chân thành, tin tưởng và giúp đỡ. Hãy biến những buổi trò chuyện hời hợt thành những khoảng thời gian trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu kiến thức và chia sẻ mơ ước cùng nhau. Nên dựa vào sự đồng cảm chân thành để xây dựng tình bạn. Quả thật, dù nhất thời, anh chị shipper sẽ chưa cần đến những mục đích to lớn, thì những mạng lưới khách hàng đa dạng cũng sẽ giúp cho đời sống tinh thần của anh chị trở nên giàu có hơn và hạnh phúc hơn. Những anh chị shipper sale khéo léo áp dụng theo cẩm nang sale bất động sản, xây dựng thành công cho mình một mạng lưới khách hàng. Từ đó, công việc còn lại của anh chị đó là kiếm tiền. Một trường hợp sau đây sẽ giúp các anh chị thấy rõ hơn. Một sale mới toanh, kiên trì sale phone tìm kiếm khách hàng thì có thể sau 1 tháng, 2 tháng, 3 tháng và thậm chí là 4 tháng hoặc 5 tháng sau là bán được hàng. Không quan trọng, vì quan trọng là từ lúc bạn bán được hàng, anh chị sale bắt đầu nhờ khách hàng đã mua, giới thiệu người thân, bạn bè. Sale cố gắng xin giới thiệu ít nhất 5 người và từ 5 người này xin giới thiệu thêm 5 người nữa. Các bạn có thể thấy đó, cứ như thế, sale sẽ có một mạng lưới khách hàng, buôn có bạn, bán có phường. Một khi công ty chuẩn bị triển khai dự án mới, anh chị sale lại gọi điện giới thiệu cho những vị khách hàng này. Và chúng ta nên nhớ một điều rằng, hãy thiết lập một cuộc họp mặt giao lưu cho tất cả các anh chị và sau đó giới thiệu cơ hội đầu tư vào dự án mới cho từng khách hàng. Làm việc theo cẩm nang sale bất động sản, một shipper sale hoàn toàn có thể một mình bán hết một dự án trên 100 nền. Quả là một con số đáng nể. Và thành công không phụ thuộc vào công nghệ tiên tiến hay vốn tư bản dồi dào, mà thành công nó phụ thuộc vào mối quan hệ và thực chất những mối quan hệ đó. Các bạn nên ghi nhớ thật kỹ câu nói này nhé.